nhiều người sẽ nói, ôi trời ơi, sao Wow. sexy quá. Ok. Không nên mặc đồ sexy quá. Rồi, tiếp theo nhé. Wow. Đổi. Cái gì em? Đổi. Dấu sắc nha em, dấu sắc, À đối. Đói. Đối. Oi, À đối. À, bây giờ o sao? Đói. Đói. Đúng rồi, không phải là đối nha em. Đối, đối là cái này, is o sao? Is a đối. And Oh, ok. hungry là Đói. đói. À, hungry là Đói. 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 Đúng rồi. Đói. Ok. Lần nữa nha. Đói. Nè, đói. Hay Ok. là chị nói the full word for hungry là đói hay À, đói bụng. đúng rồi, đói bụng. Ok. Cái gì đây, dễ thương. Cái này là gì vậy? yêu yêu Yêu, yêu phải không? yêu Yêu, yêu. yêu Không có giống yêu nha. Yêu, đúng rồi. yêu Ở Việt Nam, I love you tiếng Việt là Yeah, like tôi yêu bạn. yêu á em ơi, yêu á thì ở bên Việt Nam á nói yêu cho bạn trai, bạn gái, vợ, chồng. Nên là và người người sẽ nói là anh yêu em. Anh yêu em. Và Okay, anh yêu em. Okay. em yêu anh. Em ơi, cái pronoun cho couples là Okay. the man always be anh and the woman always be Okay. em. Even Okay. thậm Như chí á, chỉ cho em một gia đình. em Like, nói tôi yêu gia đình. được, cũng được, Okay, cũng được. được. Okay. Như hay là gia đình thì nói em thương gia đình. Thương. Thương, Thương gia. chị viết ở ở trong tin nhắn em thấy á. Okay, im tái. Okay, Thương, tái rồi. Okay. thương là Thương. cho gia đình. Ví dụ Okay. chị chưa bao giờ nói con thương, con yêu mẹ. Chị chưa bao giờ nói, chị chưa Okay. bao giờ nói, chị nói Okay. con thương mẹ, con thương Okay. gia đình, chị thương gia đình. Em biết tại sao không? Vì người Việt á, chữ yêu á em, người Việt nói cho romantic relationship nha. Okay. Và Okay. người Việt rất là shy, rất là ngại khi Okay. nói yêu. Okay. chị nghĩ maybe cái next generation á là Yeah. ok, nói yêu Okay. với tất cả. Nhưng mà cái generation của chị là không nói nhiều. Bố mẹ Việt Nam đối like oh tôi thương bạn không. Không nói tôi, không nói tôi, nói Ok. mẹ thương Mẹ. con, Mẹ thương mẹ con. Ok. thương con, ba thương con, không nói Ba tôi thương nha, con. không nói tôi, không nói tôi. Ok. Ok. Hiểu. Rồi còn bạn trai, bạn gái, vợ, chồng nói anh và em. Ví Ok, dụ ok. em nhỏ hơn bạn gái em 2 tuổi, em still be anh. Ok. Ok. Rồi, Hiểu. tiếp theo nhá. Đây, Bực mình. bực mình, bực bực mình, bực. Đúng rồi, Bực mình. đúng Ok. rồi. Mình đây là Buồn. đúng Buồn. rồi, đúng rồi. Buồn. Đây là shy hả em? Đây là shy phải không? Ngại. 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 Để Ok. ngại là shy nhé. Ngại. Ngại. Đúng rồi. Ngại. Nhiều nhiều người Việt Nam rất là ngại nói yêu nên người Việt Nam nói thương với gia đình. Ok. Nói thương với gia đình, với bạn bè là nói thương. Ok. Nhưng mà với người yêu, bạn gái, bạn trai nói yêu không ngại. Không. Ok. Rồi. Ok. Tiếp theo nhé. Bị ốm. Bị ốm ha. Bị ốm là ở miền Bắc. Ở miền Bắc nói bị ốm, ở miền Nam nói bị bệnh. Bị bệnh. Bị bệnh.
Ok. Đúng rồi. Ở miền Nam nói bị bệnh. Tiếp theo nha. Buồn ngủ. Đúng rồi, dễ thương quá. Ok. Đây là hát. Một lần nữa. Hát. Khát. 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 Ok. Hát nước. Ok. Đúng rồi. Khát cũng được em, khát cũng được. Hay chị nói khát nước cũng được, không sao nha. Rồi, tiếp theo. Mẹ. Dễ thương. Ok. Ủa hết rồi okay. Hả? Ô, tươi hết rồi. Ok, hôm nay hết rồi. Ok. Ôi, em ơi, cái này đẹp quá à. Em cho chị copy. Chị copy những cái icon được không? Chị nói lại lần nữa. À, chị nói lại lần nữa nha. Hình này đẹp quá. Hình này đẹp quá. Chị lấy hình này được không? Like, may I use this picture for? Oh, uh-huh. Được không em? Em gửi website. Ah. Em gửi website. Đẹp có quá. Rất nhiều. Dạ, yeah, oh. Có rất nhiều. Rất nhiều. Dễ thương. Có em rất cho nhiều. Chị, em cho chị website nha. Em cho chị website. Okay. Ok. Ok. Cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, cảm ơn em nhiều. Hôm nay chị sẽ record. Chị sẽ record okay. Cái PDF nha. Ok, cảm ơn chị. Hẹn gặp lại okay. Bên nha. Hẹn gặp lại. Ok, bye bye. Bye bye em.